Tây Thảo Dược Đức Thịnh kính chào quý khách. Là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong ngành đông y và có nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Chúng tôi chuyên trồng, chế biến và phân phối các loại thảo dược thuốc nam, thuốc bắc. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong nghề, cùng với nguồn dược liệu chất lượng cao thủy trồng có nguồn gốc rõ ràng, không chất bảo quản và được chọn lọc kỹ càng, giúp duy trì, tăng cường sức khỏe và sắc đẹp, đem đến sự hài lòng tin cậy cho khách hàng. Quý khách có thể đến